Bảo hiểm Phương Life chính thức ra đời vào năm 2013 và không ngừng mở rộng quy mô nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng. Tất cả đều vì mục tiêu, vì bạn, vì cuộc sống vững bền. Trong thế giới hiện đại, một trong những gánh nặng của người trưởng thành là những nỗi lo về những biến động không mong đợi của cuộc sống, bản thân và gia đình. Đó có thể là rủi ro về sức khỏe, bệnh tật, là rủi ro về công việc và thu nhập, là rủi ro từ nền kinh tế vĩ mô, vân vân. Và hậu quả của nó mang lại đôi khi khiến chúng ta rơi vào tình trạng bất ổn, thay vì bị động loay hoay lo lắng trước những vấn đề không dự đoán trước được. Chúng ta cần chủ động đối mặt, quản trị rủi ro để có thể vượt qua chúng, đảm bảo cuộc sống tốt đẹp hơn. Vậy người trẻ hiện đại ngày nay cần chuẩn bị những gì? Xin chào tất cả quý vị đang theo dõi buổi talk show được phối hợp thực hiện giữa Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân Thọ Phú Hưng Life và Công ty FBNC. Quý vị thân mến, thông qua đoạn giới thiệu ngắn vừa rồi thì chúng ta cũng đã biết được những áp lực khó khăn mà người trẻ đang phải đối diện trong cuộc sống thường ngày. Và thường thì những áp lực khó khăn này cũng sẽ chẳng bao giờ có một cái lời báo trước cả. Vậy thì làm sao để mà chúng ta có thể chuẩn bị một cái bệ đỡ vững chắc cho tương lai? Thì đây cũng chính là chủ đề của buổi talk show ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi kỹ hơn vấn đề này cùng với anh Văn Nhật Huy, hiện là Phó Tổng Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân Thọ Phú Hưng Life. Xin chào anh ạ. Xin chào Xuân Ngọc. Xin chào quý vị khán giả. Và như em được biết thì anh Huy ngày xưa cũng là sinh viên của một tỉnh lẻ và mình lên Thành phố Hồ Chí Minh để mà mình học đại học. Vậy thì trong cái quá trình mà mình xa nhà như vậy thì chắc hẳn rằng là anh cũng sẽ đối diện với những cái áp lực và khó khăn nhất định trong cuộc sống thường ngày. Vậy thì hôm nay sẵn tiện mình ngồi ở đây thì anh có thể nhớ lại cái khoảng thời gian đó và mình có thể chia sẻ lại những cái kỷ niệm cũng như là những cái khó khăn nào mà mình đã trải qua trong cái khoảng thời gian đó ? Thời sinh viên có lẽ là một trong những cái khoảng thời gian tươi đẹp và quý báu nhất trong cuộc đời của mọi chúng ta. Đối với tôi thì cũng không ngoại lệ. Cách đây gần 30 năm thì tôi bước chân lên thành phố Sài Gòn này với cái tài sản duy nhất là cái niềm háo hức hoàn tất giấc mơ học tập để được ấp ủ từ bé. Và quả thực là sau đó là cái khoảng đời sinh viên nó đem đến những cái tài sản quý báu về mặt trải nghiệm và kinh nghiệm mà không có sách vở hay là trường học nào có thể mang đến cho chúng ta. Tuy nhiên thì ngay khi bước chân lên Sài Gòn này thì tất cả các tân sinh viên đều phải đối diện với những cái khó khăn mà trước đó họ chưa bao giờ phải đối diện. Đầu tiên là làm sao để có thể thích nghi với cái môi trường học và cái phương pháp học ở bậc đại học. Kế tiếp là phải làm quen với bạn bè mới, với các giáo viên mới. Cái nỗi lo mà nặng gánh nhất có lẽ là cái nỗi lo về tài chính, là làm sao để có thể tồn tại ở cái thành phố này. Mọi người cũng biết là cái học phí ở mức độ, ở cái cấp đại học ấy, nó tương đối cao và nó cao hơn, có thể cao hơn rất nhiều so với ở cái học phí ở cái cấp phổ thông. Và các tân sinh viên là phải là coi như bắt đầu đối diện với cái chuyện là tính toán kế hoạch chi tiêu cho từng ngày, cho từng đồng và đi tìm các nguồn thu nhập để có thể tự trang trải học phí và cuộc sống. Tuy nhiên á, khi mà chúng ta đi tìm cái công việc để tìm thêm thu nhập như vậy, nếu mà chúng ta không cân bằng tốt cái quỹ thời gian thì nó sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của việc đi học. Cảm ơn rất là nhiều những cái chia sẻ rất là gần gũi từ anh Huy và em cũng rất là đồng tình với cái việc đó. Mình nghĩ rằng là cái câu chuyện mà sinh viên lên thành phố học tập nó là một cái chuyện bình thường, nhưng mà rõ ràng trong đó nó cũng có rất là nhiều những cái áp lực. Nhưng mà khi mà mình vượt qua cái giai đoạn khó khăn đó thì ngày hôm nay mình có thể nhìn thấy rằng là một anh Huy có thể là mình xem giống như là đã trở thành một cái người thành đạt và cũng đã ổn định về mặt tài chính. Vậy thì anh có thể chia sẻ thêm là cái khoảng thời gian đó, cái khoảng thời điểm mà mình còn là sinh viên á, thì anh đã có những cái giải pháp nào để mà bảo đảm tài chính cho mình, cũng như là những cái giải pháp nào để tích lũy và tiết kiệm tài chính cho mình ? Chúng ta phải thừa nhận với nhau một cái thực tế rằng tiền bạc không những là đảm bảo cho cuộc sống hiện tại của chúng ta mà đồng thời cũng là chìa khóa để mở ra những cái cơ hội trong tương lai.
Vì vậy, theo tôi thì từ trẻ chúng ta đã phải học cách cân đối chi tiêu, học cách tích lũy tiết kiệm. Dạ, nếu mà như vậy thì chắc là xin nhờ anh Huy có thể chia sẻ với các bạn trẻ về những cái giải pháp để mà tiết kiệm và tích lũy tài chính thì mình sẽ có những cái phương pháp như thế nào ạ? Xung quanh các bạn trẻ là có rất nhiều cám dỗ về sở thích, về hưởng thụ, ví dụ như là du lịch, thời trang. Vì vậy cho nên không phải ai cũng thực hiện được cái mục tiêu tích lũy tiết kiệm mà họ đặt ra. Tôi xin chia sẻ vài giải pháp mà bản thân đã thực hiện và thấy rằng là nó dễ dàng giúp bạn đạt được mục tiêu tích lũy và tiết kiệm. Đầu tiên các bạn nên khởi đầu với việc lập một kế hoạch tài chính cá nhân chi tiết. Trong đó chúng ta hiểu rõ rằng là thu nhập và chi tiêu của chúng ta như thế nào hàng tháng và cái mục đích số tiền chúng ta muốn tiết kiệm, thời gian chúng ta muốn đạt được tổng số tiền chúng ta muốn tiết kiệm. Cái kế hoạch này sẽ giúp ích các bạn rất nhiều trong việc thực hiện và theo dõi và duy trì kỷ luật trong việc tích lũy. Kế tiếp, tiết kiệm thu nhập và chi tiêu hàng ngày. Các bạn có thể xem xét lại tất cả các khoản chi tiêu hàng ngày và thực hiện việc chi tiêu thông minh. Chúng ta có thể thực hiện tiêu thụ hay là mua sắm những cái mặt hàng tốt hơn hay là loại bỏ bớt những cái mặt hàng mà có thể về mặt lâu dài có thể ảnh hưởng tới sức khỏe. Bước kế tiếp là chúng ta sẽ thực hiện việc tiết kiệm các khoản thu nhập định kỳ. Đa số các bạn trẻ của chúng ta là đi làm và lãnh lương định kỳ. Lời khuyên của tôi là các bạn nên trích một cái khoản thu nhập ngay lúc lãnh lương và đưa nó vào tích lũy dưới dạng là tiết kiệm hay là bỏ theo đất chẳng hạn. Đó là các phương pháp tích lũy thụ động. Bây giờ thì chúng ta sẽ bàn về những cái phương pháp mà chúng ta có thể tích lũy hay là chủ động hơn. Đầu tiên là các bạn có thể là đầu tư vào bản thân. Đầu tư vào bản thân là chúng ta phải biết rõ được là cái đường hướng phát triển nghề nghiệp của chúng ta. Chúng ta tìm hiểu trên thị trường lao động là với cái nghề nghiệp như vậy để có được cái công việc có thu nhập tốt hơn thì chúng ta cần các kỹ năng nào, cần các kiến thức nào, cần các bằng cấp nào, và chúng ta tìm mọi cách để chúng ta có thể có được tất cả những cái đó. Có một cái cách thứ hai là chúng ta sẽ tìm thêm các công việc mà có thêm thu nhập ngoài cái công việc chính mà chúng ta đang làm. Hướng kế tiếp là chúng ta có thể bắt đầu thực hiện việc đầu tư thông minh. Đầu tư thông minh ở đây là các bạn sẽ sử dụng cái nguồn vốn tích lũy của mình để đầu tư vào chứng khoán, đầu tư vào tiền tệ là ngoại tệ hay là tiền điện tử, đầu tư vào vàng, đầu tư vào bất động sản. Tuy nhiên lưu ý các bạn là cái việc đầu tư này nó đòi hỏi kiến thức chuyên ngành và chuyên sâu. Các bạn cần phải tham khảo ý kiến từ các chuyên gia. Cuối cùng tôi muốn đề cập về việc tham gia bảo hiểm nhân thọ. Đây là một cái giải pháp rất là hiệu quả trong việc đầu tư sinh lợi nhưng đồng thời có thể bảo vệ được bạn gia đình, bản thân và tài sản khỏi mọi rủi ro của cuộc sống. Nhìn chung, chúng ta có nhiều giải pháp để thực hiện được việc tiết kiệm, tích lũy và đầu tư. Mỗi giải pháp đều có ưu và nhược điểm riêng. Chúng ta nên phối hợp các giải pháp với nhau. Nhìn chung thì chúng ta sẽ có rất nhiều giải pháp để giúp các bạn trẻ thực hiện việc tích lũy và tiết kiệm. Tuy nhiên không có một cái giải pháp nào gọi là có ưu thế tuyệt đối, bởi vì giải pháp nào cũng có những cái ưu và nhược điểm riêng. Vì vậy nên chúng ta tốt nhất là thực hiện song song nhiều giải pháp. Dạ, như anh chia sẻ thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là bảo hiểm nhân thọ được xem là một trong những cái giải pháp nổi bật để mà bảo vệ tài chính trong bối cảnh hiện nay. Nhưng mà bên cạnh đó ha, thì em vẫn biết là có ý kiến cho rằng là việc sở hữu một cái bảo hiểm nhân thọ thì nó chưa phải là một cái điều cần thiết, và đặc biệt là với người trẻ. Thì anh Huy nhìn nhận về cái quan điểm ý kiến này như thế nào? Và bên cạnh đó thì anh hãy chia sẻ những cái lý do nào mà người trẻ cần phải sở hữu cho mình một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ ạ? Khi mà chúng ta không tìm hiểu kỹ về bảo hiểm nhân thọ, về nguyên lý của bảo hiểm, theo các thông tin mà các bạn có thể sẽ thông tin tiêu cực mà các bạn có thể dễ dàng tìm gặp trên mạng xã hội, thì dĩ nhiên là mọi người sẽ thấy rằng là ok, tôi không cần phải mua bảo hiểm nhân thọ. Xét về thực tế cái thế giới hiện tại cộng với cái khuynh hướng sống của giới trẻ của chúng ta, hiện tại thị trường Việt Nam, ở tại Việt Nam thì cái giải pháp duy nhất để bảo vệ các bạn khỏi rủi ro là bảo hiểm.
và bảo hiểm nhân thọ. Một số người thì lại nghĩ rằng là tôi còn trẻ, tại sao tôi phải mua bảo hiểm? Ở đây cái nguyên lý của bảo hiểm là các bạn bảo vệ khỏi những cái rủi ro, không phải là bảo vệ sau khi cái sự kiện đã xảy ra. Như thế thì có nghĩa rằng là bảo vệ cho bạn cái rủi ro phải gặp trong tương lai. Và đối với các bạn trẻ thì tương lai của các bạn là dài hơn. Đúng không ạ? Và như thế thì rõ ràng rằng là bạn cần bảo vệ hơn. Để cho các bạn hình dung thêm cái lợi ích là khi bạn còn trẻ, sức khỏe tốt và có nhiều cơ hội để tăng cao thu nhập hơn, thì đối với một cái hợp đồng bảo hiểm, bạn có thể hưởng được cái mức phí thấp hơn so với một người đã đi vào tuổi già. Thêm vào đó thì bảo hiểm nhân thọ cũng có thể xem xét như là một cái biện pháp đầu tư tích lũy tài chính rất là hiệu quả cho những cái kế hoạch tài chính lâu dài, như là mua dự định là kế hoạch mua sắm tài sản, thậm chí là kế hoạch để cho con cái đi du học, đi học, và những cái kế hoạch dài hơi hơn như là hưu trí sao cho an nhàn. Dạ, và cái câu chuyện tích lũy cũng như là tiết kiệm tài chính nó không phải là ở hiện tại mà nó còn là một cái câu chuyện dài hơi ở tương lai hơn nữa. Và với người trẻ đi, thì khi mà mình nói về tương lai thì chắc chắn rồi thì sẽ tới một cái giai đoạn là họ sẽ phải lập gia đình nè, và họ sẽ có một cái gia đình nhỏ riêng cho bản thân của mình. Thì khi đó người trẻ sẽ trở thành cái người trụ cột trong gia đình đó. Thì lúc này bảo hiểm nhân thọ sẽ phát huy những cái tác dụng và hiệu quả giá trị như thế nào khi mà người trẻ trở thành trụ cột để bảo vệ những người thân xung quanh của mình nữa à? Người trẻ trở thành trụ cột của gia đình thì ngoài cái chuyện là trụ cột về tinh thần thì người trẻ có thể trở thành là người cung cấp nguồn tài chính chính để phục vụ tất cả các nhu cầu của gia đình nhỏ của mình, từ ăn ở, học hành, sinh hoạt, giải trí, du lịch, vân vân. Thì ngay lúc này thì các bạn sẽ thấy là bảo hiểm nhân thọ sẽ phát huy tốt nhất cái giá trị của nó trong việc bảo vệ cái nguồn thu nhập chính, hay nói cách khác là bảo vệ người trụ cột. Trong trường hợp mà có rủi ro xảy ra thì sẽ bảo vệ được gia đình khỏi các tình trạng chênh vênh về mặt tài chính. Đối với các kênh đầu tư khác thì nếu mà có một chuyện gì xảy ra với người trụ cột, ví dụ đi các bạn gửi tiền tiết kiệm đi, các bạn gửi mỗi tháng 10 triệu với cái mục tiêu rằng là sau 5 năm thì bạn được một cái số tiền đó. Tuy nhiên là nếu mà sau 1 năm mà có chuyện gì xảy ra với người trụ cột, cái số tiền đầu tư của các bạn và cái số tiền tích lũy của bạn chỉ dừng lại ở cái mức sau 1 năm mà thôi. Tuy nhiên đối với bảo hiểm nhân thọ có thể bù đắp cho toàn bộ cái phần thu nhập mất đi trong nguyên một cái kế hoạch tài chính đó, thì lúc đó bảo hiểm nhân thọ sẽ là người bạn đáng tin cậy nhất cho các bạn để gánh vác và chia sẻ và đi đồng hành với gia đình và người thân, những người chúng ta cần phải bảo vệ trong một khoảng thời gian 5 và 10 năm sau đó. Mình sẽ tiếp tục với một cái vấn đề mà em nghĩ rằng là rất là nhiều người quan tâm hiện nay. Có một cái sự thật đáng buồn là hiện nay á, là những cái căn bệnh hiểm nghèo ngày càng có xu hướng trẻ hóa. Và các chuyên gia y tế cũng cho biết rằng là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến cái việc này chính là do cái lối sống không có lành mạnh nè, thức khuya rồi ăn uống này nọ không có được khoa học. Vậy thì những lúc như thế này thì bảo hiểm nhân thọ sẽ có một cái vai trò, một cái lợi ích như thế nào ạ? Thì chắc là xin nhờ anh chia sẻ thêm. Đối với cái sự tiến bộ của y học thì hiện tại đa số các bệnh hiểm nghèo hay là các bệnh nan y, nếu được chẩn đoán và phát hiện sớm, được chữa trị đầy đủ với các loại thuốc đặc trị và các phương tiện hay là thiết bị hiện đại, thì đều có cơ hội rất lớn là chữa khỏi. Nhưng cái vấn đề quan trọng ở đây rằng là những cái cách chữa trị hay những cái loại thuốc đó nó đòi hỏi một cái chi phí rất là lớn. Và đối với cái chi phí lớn như vậy thì sẽ là gánh nặng tài chính khổng lồ đối với một số gia đình. Trong trường hợp này, nếu trước đó người bệnh đã có tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và trong hợp đồng có dự phòng cho việc mắc bệnh hiểm nghèo, thì bảo hiểm nhân thọ sẽ là người trợ giúp tài chính cho họ trong suốt quá trình chữa bệnh và cho đến lúc hết bệnh, hoặc ngay cả trong tình huống xấu nhất là họ sẽ phải ra đi, thì bảo hiểm nhân thọ cũng sẽ là người ở lại để
đồng hành cùng với người thân. Tóm lại, các khoản trợ giúp chi trả từ Phú Hưng Life có thể giúp gia đình thoát hoàn toàn cái gánh nặng tài chính khi trị bệnh, giúp người thân và bệnh nhân không phải lao tâm về các chi phí tài chính khi chữa bệnh, giúp người bệnh có một cái tinh thần tốt hơn. Trong trường hợp may mắn phát hiện sớm thì với cái sự hiện đại của y học có khả năng rất lớn là người bệnh sẽ vượt qua được các căn bệnh nan y này. Đó sẽ là niềm hạnh phúc vô bờ đối với người thân và đối với cả người làm bảo hiểm. Trong trường hợp xấu hơn, bệnh được phát hiện muộn và việc chữa trị không có hiệu quả nữa thì người bệnh phải ra đi, thì Phú Hưng Life sẽ trở thành người bạn đồng hành để giúp đỡ những người ở lại thông qua những cái khoản bù đắp về thu nhập, để những người ở lại có thể tiếp tục hành trình cuộc sống, nuôi dưỡng gia đình và người thân và thực hiện những ước mơ còn dang dở. Xuân Ngọc thấy không, chúng ta tham gia bảo hiểm nhân thọ thực ra là không phải để vì cái người được bảo hiểm, vì cái người ra đi, mà thật ra là chúng ta tham gia bảo hiểm nhân thọ vì những người ở lại, vì những người phải tiếp tục sống. Dạ, cảm ơn những chia sẻ rất là hữu ích đến từ anh Huy rất là nhiều. Và với những ai mà đang tìm kiếm cho mình một cái giải pháp để tiết kiệm và tích lũy tài chính thì đây quả thực là những cái nội dung, những cái thông tin rất đáng lưu tâm ạ. Cảm ơn Xuân Ngọc, xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Dạ vâng ạ, một lần nữa Xuân Ngọc xin cảm ơn tất cả quý vị vì đã dành thời gian theo dõi buổi talk show ngày hôm nay, và thời lượng cho chương trình cũng xin được phép khép lại. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Bảo hiểm Phú Hưng Life chính thức ra đời vào năm 2013 và không ngừng mở rộng quy mô nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng. Tất cả đều vì mục tiêu, vì bạn, vì cuộc sống vững bền. Phú Hưng, here for you for life.